Xin chào tất cả anh em Đồng Tháp nha. Kết thúc chương trình demo Pro Sound của Chilean 3 thì bên Huy thành công rất là ấn tượng và được khách hàng đánh giá rất là cao về những cái sản phẩm của bên Huy như là loa hỏa tiễn này, súp này và cục đẩy. Thì trong cái chương trình Pro Sound của Chilean 3 đó thì khách hàng đánh giá rất là cao và tiếp tục là nhận được sự tin tưởng ủng hộ của quý khách hàng. Thì hôm nay tiếp tục là chốt đơn thôi. Hiện tại thì Huy đang có mặt ở tại lớp vò Đồng Tháp nha. Tiếp tục là đi bàn giao một cấu hình âm thanh hỏa tiễn Wonderfuel này, monitor 30XP này, súp đơn 50XP nha. Cấu hình này sẽ có là hai cặp súp đơn 50XP. Con này thì đánh rất là lực mọi người, và con này thì đặc biệt đó là sơn nhựa thì chống chảy, chống thấm nước và cái độ bền rất là cao mọi người. Hai cặp súp đơn 50XP, một cặp hỏa tiễn Wonderfuel có tụ cát C nha, một cặp loa monitor và tụ máy thì hôm nay là xuống đây sẽ lắp mới hoàn toàn mọi người, theo yêu cầu của anh khách nha, là mang toàn bộ là hàng thùng xuống đây, toàn bộ hàng thùng đây, khui thùng bắt đầu mới lắp vô tụ nha. Đây là cái combo đẩy series mới của nhà Cora mọi người. Thì nói về cái sản phẩm mà Cora thì nó quá là hot trên thị trường rồi. Thì trước đây thì anh em chúng ta biết là những cái dòng mà K10 này, K16 này, K18 này, K19 này, thì đây là cái sản phẩm thế hệ mới nhất, series mới nhất của nhà Cora, series TD nha. Hai kênh là TD 16.000 và bốn kênh là TD 12.000. Thì từ khi cái sản phẩm này ra mắt thì bên Huy đang lắp cho khách rất là nhiều và cũng như là đi demo thực tế rất là nhiều. Tại vì hai cái sản phẩm này mọi người, nó là hàng chính hãng nha, được bảo hành 2 năm và bảo trì lên tới 3 năm. Và đặc biệt dòng này nó là nguồn xung mọi người, chỉ có nặng 12kg thôi, thì nó cũng rất là nhẹ cho anh em ta đi làm show. Và đặc biệt hai cái dòng này thì âm thanh rất là hay mọi người. Con đánh súp TD 16.000 rất là lực. Thì anh em có thể thấy là những cái chương trình demo gần đây như là Pro Sound miền Tây này, Bình Phước này, và gần đây nhất đó là Pro Sound Củ Chi lần 3, là bên Huy đang sử dụng cái combo đẩy này. Phải nói là combo đẩy này là làm lên tên tuổi của Thanh Huy. Từ khi mà bên Huy sử dụng con này thì rất là ổn định mọi người, phun tiếng rất là hay, súp rất là lực. Thì các sản phẩm bên Huy thì hỏa tiễn Wonderfuel và súp đơn 50XP thì đang được anh em đánh giá rất là cao mọi người. Đó, và hôm nay thì toàn bộ là mang hàng thùng đây lắp đặt nha. Đó, và sau khi mà bán giao đây xong ấy, thì bên Huy sẽ vòng về công ty, dự kiến là về công ty chắc khoảng nửa đêm mọi người. Nửa đêm thì sẽ bắt đầu là bốc hàng, sáng mai sẽ có mặt ở tại sân vận động mới Trảng Bàng Tây Ninh, tiếp tục là tham gia demo âm thanh tại Tây Ninh mọi người. Thì nói chung là ở cái lần tham gia ở Trảng Bàng này tổng là có tới 13 đơn vị, và các đơn vị khác thì đã vô lắp đồ hết rồi mọi người, lắp từ ngày hôm qua đã lắp xong hết rồi. Nhưng mà bên Huy thì với cái mục tiêu lần này demo tại Trảng Bàng nó là mang đến một cái cấu hình âm thanh nó thực tế nhất cho anh em chúng ta làm đám cưới, tức là gọn nhẹ hiệu quả và lắp đặt và setup nó rất là nhanh. Thì trong ngày mai ngày 16 thì bên Huy sẽ chỉ có 30 phút để setup một cái hệ thống âm thanh đánh demo ở tại Trảng Bàng thôi mọi người. Tại vì là ngày hôm nay thì bên Huy có lịch setup một tiếng, nhưng mà hiện tại là bên Huy chưa có vô lắp đồ. Huy để thực tế nhất vô ngày mai ngày 16 sẽ sáng vô lắp đồ, tuning hệ thống trong vòng 30 phút và chiều sẽ đánh luôn thực tế cho anh em ta xem nha. Chứ không cần phải chuẩn bị nhiều, tại vì là anh em biết là những cái cấu hình mà mình đi bàn giao hàng ngày là thực tế như này rồi. Thì ngày đó đến đó là mình cũng dựng đồ lên, mình tuning hệ thống chỉ trong 30 phút là chơi thôi, thực tế nhất cho anh em nha. Hẹn gặp tất cả anh em Trảng Bàng Tây Ninh vào ngày mai, ngày 16 tháng 5 nha. Xin cảm ơn tất cả anh em. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, đêm có hay mà giọt buồn hoài vương trên môi mặt nắng. Ta quen nhau đã bao lâu rồi hỡi đêm, sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cằn ra. Thank you.
You are perceiving all. Yêu
lên 2 sao. Xin chào tất cả anh em, hiện tại thì bên Huy đã setup xong cấu hình này rồi. Thì phải nói là hôm nay về Đồng Tháp á, thì Huy mới thấy đó là cái gu nghe nhạc ở khu vực mà chỗ nhà hành khách á, nó hơi đặc biệt một xíu. Vì setup nó khá là đầy đủ giải, bass, trung chép, nhưng mà khi mà hàng xóm qua test thử á, thì đó là kêu là làm cái tiếng ca nó mỏng lại một chút á. Đó, thì ở đây thì như Huy thấy là như Huy hát thì thực sự là Huy sẽ không thích cái tiếng vô cổ như thế này. Huy sẽ thích tiếng vô cổ nó đầm, nó dịu hơn một xíu. Huy làm thì đa số là phục vụ quý khách hàng thôi. Thì nhu cầu của khách hàng như thế nào thì mình sẽ setup cái hệ thống âm thanh nó như thế vậy nhá. Nói chung là đến bây giờ là toàn bộ quá trình là xong hết rồi mọi người. Và bây giờ là trong đấy đang hát khá là ồn thì Huy đây quay video cho tất cả anh em nha. Xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của Huy. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip lần sau.